hình ảnh trên phim chụp thì thể hiện bệnh nhân bị gãy và vỡ xương mặt, xương gò má. Hình ảnh xương vỡ và gãy đã làm nhiều mảnh. Thì trên phim thể hiện đường nứt chạy dài và dập vỡ làm nhiều mảnh. Nhà thuốc kẻ xem hình ảnh trên phim, sau đó đưa ra phương pháp đắp thuốc và cho uống thuốc nhanh nhìn xương vì bệnh nhân bị vực gáy và vỡ xương mặt, xương gò má. Vì vị trí đắp là rất là khó nên nhà thuốc đã đắp và ủ thuốc bằng rượu nhanh nhìn xương. Tiên lượng khoảng 20 đến 25 ngày là xương can hoàn toàn. Thì trước khi đắp, nhà thuốc sẽ vuốt và nắn vị trí xương gáy và vỡ trở lại vị trí bình thường. Sau đó bên đây ủ thuốc và cho bệnh nhân uống thuốc nhanh nghiền xương. Hai ơi, cái gì là gì đấy? Thì cái chân được à? Cho đồ mình ra ngoài cho nó dễ làm. Ngồi đây không? Ngồi đây có bao nhiêu con? Cháu ngồi dậy, ngồi dậy, nhấc ngồi dậy, nhấc ngồi dậy. Đấy, sợ không? Con đứng xuống. Ừ. Nào, dựa vào tường đi. Thế đi chỉ ngồi đi, đẹp vào tường đi. Ta đến thì ta tưởng là ấy thì ta đi. Thế là đến thì là đi rồi. Các đại biểu đã nhất trí cao với các báo cáo và
Hôm nay là tối qua. Hôm nay chị đã mổ thế này đúng không? 7:30 tối qua. 7:30 tối qua. Hôm nay chị đã mổ đúng không? Vâng. Nhiều quá
hóa chảy nước ra mà thuốc uống bình thường, thuốc còn mấy thang? 4 thang, uống hết là khỏi hoàn toàn không? Vâng, em chào chị. Hôm nay em xuống em thăm khám ngày trước chị vừa sưng mặt và vừa gây sưng thái dương nhé. Hiện tại có chị có đau nhức gì không? Không. Từ đó ngay chị bị được mấy tháng nhỉ? Được hơn 1 tháng. Hơn 1 tháng, chị đi làm rồi kia? Đi được 3 hôm. 3 hôm rồi. Hiện tại xương của chị là căng hoàn toàn rồi và máu tụ nó tan hết rồi nhé. Và các bên sầy này đấy, liền lên da non rất tốt. Ngày trước là chị với sưng mặt này, sưng thái dương này, tụ huyết ở vùng má và vùng mặt, nhất là vùng điểm vùng mắt này, con người là tụ huyết rất nhiều. Hiện tại chị còn đau nhức này không? Không. Ừ. Chị ngoái cổ em đây, sưng mặt này, không còn đau nhức thì ngày trước là phần bên con người này, bên trái này là tụ huyết rất nhiều. Thì sau khi chị đắp thuốc đúng không và uống thuốc thì hiện tại là khỏi hoàn toàn được. Chị khỏi này có mừng không? Có. Chú có quay cho em một tí thì nha, đi ra ngoài. Đấy hình ảnh rồi. Thì hiện tại là khỏi hoàn toàn rồi. Ngày trước thì chụp về xương này, chị ở bên thế nào chị? Ngày trước thì chụp cái phim này thì ta làm là đi ra viện đấy. Thì chị họ điều trị cái xương của chị như nào? Vỡ xương màu mà ừ. Chị phẫu thuật. Thì sau khi chị được người nhà mách đúng không? Thì về lúc chúng em điều trị thì chị cảm giác là nhà thuốc em chị nhanh khỏe không? Nhanh. Ừ, khỏe tốt rồi. Nếu mà chị mà mổ phẫu thuật thì hiện tại là cái vết thương của chị cũng chưa tan hết đâu. Đấy, mà mổ rạch ở đây khô chỉ là rất là xấu. Chị là con gái mà. Chị khỏi xương này chị mừng không? Em chào chị nhé. Chúc chị luôn mạnh khỏe, xương tan tốt rồi. Vâng. Chào chị nhé. Hôm nay em xuống xin nốt hình ảnh quá trình ngày trước chị vừa xương mặt và xương gò má nhé. Chị xương này thì khoảng bao nhiêu tháng đấy? Một năm rồi. Nhà chị này làm việc bình thường nhé. Làm việc bình thường nhé. Bây giờ chị cảm giác là bên bờ đây còn bây giờ bình thường bên này nhé. Bình thường rồi. Ngày trước thì vừa đây cầm dính nhiều nhé. Bây giờ là xương rất là khá hết rồi, cả bên cầm dính là hoàn toàn rồi. Sau 30 ngày chị làm bình thường. Một tháng. Bây giờ chị lái xe bình thường nhé. Thì lái xe thì bình thường. Bình thường. Ừ. Hàng ngày chị làm công việc ở công ty. Sáng vừa về. Hôm nay em trước em hỏi về là chị thì hôm nay em gặp chị thì hay làm ban ngày tối chị về. Bây giờ chị đi lại và làm việc đường xa thì cảm giác là có ảnh hưởng đến bên người quanh mình không? Không. Bình thường thì không. Chị khỏi 1 năm rồi. Thì trong ngày trước chị bỏ 3 ngày chị khỏi. Chị có chú chú thế nào rồi đúng không? Giờ dài có thích ngồi như vậy không? Giờ dài đau đớn thì bên đấy thôi. Không, nhà tốt rồi. Hôm nay xuống em thăm khám và xin lúc ngày. Thực tế là quá trình ngày trước chị vừa xương mặt và xương vào má ấy. Trước chị bầm tím và tụ huyết nhiều. Chị kể lại vì sao mình bị gãy xương như này? Đi xe con chó. Đặt mặt xuống không? Chị định ở viện họ có mổ không? Có, chị định mổ mổ. Nhưng mà tới sau có người mách. Người mách. Sau khi em xuống cái đầu không bó uống là hơn tháng đi khỏi rồi. Nay chị hương hẹn chị nhé. Và chào chị, chúc chị đi ngồi khỏe nhé. Vâng, chào chị. Chào chị ạ. Hôm nay em xuống xin lại hình ảnh về quá trình ngày trước. Chị bị vỡ xương gò má và vỡ xương mặt. Từ đó nay chị khỏi được mấy năm rồi? Vâng, được 2 năm rồi. Ngày trước chị bị bên nào nhỉ? Vâng. Vâng. Thì hiện tại chị đi làm việc và bình thường không? Vâng, bình thường. Chị lái xe cảm giác nhìn hai bên bình thường không? Vâng, bình thường. Vâng. Ngày trước là chị do đâu mình bị vỡ xương mặt gò má này? Chị ngã xe ạ. Chị đi làm về đúng không? Vâng, đi làm về. Đi ngã như vậy có đi chụp chiếu đâu không? Dạ có. Thì đi chụp ở viện nào vậy? Chụp ở viện tỉnh. Thì đi ở viện có mổ? Có. Vâng. Thì cưa chân nào thì biết được nhà thuốc xuống em? Tại vì chỉ bị nhập người quen mách nữa. Người quen mách. Vâng. Nhiều người. Sau khi chỉ bó được bao thời gian thì đi làm bình thường? Từ đó nay khoảng 2 năm rồi. Các vết bầm tím ấy là bình thường nhỉ?
chị cảm giác hai bên mắt thì hai bên bình nào có nhìn bình thường không? Bình thường rồi đúng không? Chả năng giờ có đau nhức gì không? Dạ không. Không. Ngày trước chị đi cục viện tỉnh, chị đi là mổ đúng không? Trong khi em về nhà thuốc chúng em bó lá và uống thuốc nhanh yến xương. Một tháng là chị được khỏi hoàn toàn rồi. Thế công việc hàng ngày của chị là chị làm nghề nghề gì? Em làm kiểm hàng. Kiểm hàng công ty. Chị đi quãng đường đi từ nhà đến công ty có xa không? 20 cây. À, dòng dã như vậy 2 năm rồi mà vẫn bình thường. Chị em hỏi thêm chị này, chả năng ở nơi cái độ nhìn của chị có bình thường không? Dạ, bình thường. Như lúc chưa bị đúng không? Mức độ này là tốt rồi. Mà em hỏi thêm này, cái quá trình ngày trước bó thuốc mới đầu bó ấy thì nó có nhức lên hay là giảm luôn này? Dạ, giảm luôn. Giảm luôn. Sau 3 ngày thì vết gò má mà vết mắt thâm quầng thì đã hết tím rồi. Sau 1 tháng. Và hôm nay em xuống xin lại hình ảnh thực tế hoàn thiện tất cả học quá trình về điều trị của nhà thuốc của em. Thay mặt nhà thuốc em cảm ơn chị nhé. Chúc chị và gia đình mình khỏe nhé. Quay ở góc vườn này cho nó sáng, hình ảnh cho nó sắc nét này. Rồi em chào chị ạ. Cảm ơn anh.